hoan hỷ chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Cá chép hóa rồng, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch 2024, lén làm điều này, tài lộc về như mưa, giàu sang hết phần thiên hạ. Quý cô bác anh chị Bính Ngọ thân mến, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý cô bác anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Bính Ngọ 1966. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý cô bác anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác anh chị Bính Ngọ 1966 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý cô bác anh chị sẽ góp phần lớn lao, đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi công đức vô lượng này. Xin được hồi hướng đến toàn thể quý cô bác anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng, chắt lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh, về Minh Đường Tử Vi 12 con giáp, cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác, để mang đến cho quý cô bác anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải, thì mong quý cô bác anh chị Bính Ngọ 1966 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành, cũng như góp ý kiến, để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng tử vi việc ngày một phát triển. Nếu quý cô bác anh chị mong muốn biết thêm chi tiết về mình thì hãy để lại thông tin cụ thể bên dưới phần bình luận, đội ngũ biên tập kênh sẽ gửi đến quý cô bác anh chị Bính Ngọ 1966 thông tin cụ thể đầy đủ nhất. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị Bính Ngọ 1966 nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị, và ngay sau đây không để cô bác anh chị Bính Ngọ 1966 phải chờ lâu thêm nữa, Tử Vi vì may mắn sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Định mệnh an bài, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch 2024, Phật tổ linh thiêng phù hộ che chở, chính vì thế con giáp này lộc rơi vào nhà, không ngừng ăn nên làm ra, phát tài cực lớn. Về luận tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ thấy rằng, nguyệt lệnh đế vương mang đến cho quý bản mệnh những cơ hội vàng để phát triển sự nghiệp, tăng thu nhập và nâng cao uy tín. Tuổi Bính Ngọ sẽ có một tháng đầy năng lượng, sáng tạo và hăng hái trong công việc, thu hút được sự chú ý và đánh giá cao của cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có mặt trời chiếu sáng. Thiên cầu hung tinh sẽ gây ra những phiền toái cho sức khỏe của Bính Ngọ, đặc biệt là về mặt tinh thần. Quý bản mệnh lúc này cần biết điều tiết áp lực, căng thẳng trong công việc và cuộc sống, không để bị quá tải mà mất cân bằng. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chú ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt và vận động hợp lý, và tránh những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu bia hay thức khuya. Một điểm cần lưu ý khác nữa là Bính Ngọ có xu hướng phiêu bạt mạo hiểm và ham muốn khám phá những điều mới mẻ trong tháng này. Điều này có thể mang lại cho quý bản mệnh những trải nghiệm thú vị và bổ ích, nhưng cũng có thể dẫn đến những rủi ro và hậu quả không mong muốn. Bản mệnh cần biết phân biệt giữa sự phiêu lưu và mạo hiểm, không để lòng tham chi phối hành động của mình. Trong tháng này,
Bính Ngọ cũng nên nghe theo những lời khuyên và chỉ dẫn của người có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực mình đang làm. Họ có thể giúp bản mệnh tránh được những sai lầm, rắc rối và tiết kiệm được thời gian, công sức. Đồng thời, quý bản mệnh cũng nên cẩn trọng với những kẻ tiểu nhân muốn hãm hại hoặc gây khó dễ cho mình. Nhưng may mắn là tả phù phò tá sẽ bảo vệ cho quý bản mệnh khỏi những âm mưu xấu xa của họ. Tuy nhiên, quý bản mệnh cần tỉnh táo và chọn lọc bạn bè để tránh bị lợi dụng nhé hoặc bị tổn thương. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý cô bác anh chị Bính Ngọ cùng lắng nghe những dự ngôn luận giải chi tiết về những dấu hiệu liên quan đến các phương diện bao gồm sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Vậy bước sang tháng mới, quý bản mệnh Bính Ngọ sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì và làm cách nào tận dụng những cơ hội để sớm này đạt được cuộc sống giàu sang, hạnh phúc viên mãn thì xin mời quý cô bác anh chị Bính Ngọ cùng lắng nghe những dấu hiệu nhận biết sau đây. Về phương diện tài lộc, theo luận giải mới nhất thì 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 là tháng cửu tử nhập cung chính bắt của tuổi Bính Ngọ. Đây sẽ là một vị thần tài lộc mang lại cho quý bản mệnh nhiều cơ hội và thuận lợi trong công việc. Bính Ngọ sẽ có được sự thông minh, sáng suốt và linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn và bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả. Mọi việc đều diễn ra theo ý muốn của tuổi Bính Ngọ, kế hoạch, tiền bạc cũng được hoàn thành một cách trọn vẹn. Bính Ngọ cũng sẽ nhận được nhiều sự khen ngợi và đánh giá cao từ cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng, có thể có những tin vui về thăng chức hay tăng lương hoặc nhận được những phần thưởng xứng đáng. Đây sẽ là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của Bính Ngọ trong thời gian qua. Bính Ngọ nên biết trân trọng và bảo vệ những gì mình đã có, không nên kiêu ngạo hay chủ quan. Tuy nhiên, Bính Ngọ cũng không nên quá phung phí hay hoang phí tiền bạc vào những việc không cần thiết. Bính Ngọ lúc này nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm cho những ngày mưa gió, đầu tư cho những dự án có triển vọng. Ngoài ra, và Bính Ngọ cũng nên biết chia sẻ và giúp đỡ người xung quanh mình, đặc biệt là người kém may mắn hơn. Đó là cách để Bính Ngọ tạo dựng được uy tín, danh tiếng và niềm vui cho bản thân. Về tổng quan, thì Bính Ngọ sẽ có một tháng 3 âm lịch năm 2024 rất thuận buồm, xuôi gió, không gặp phải nhiều khó khăn hay trở ngại gì hết. Cho nên Bính Ngọ chỉ cần duy trì được tinh thần tích cực, làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm, thì sẽ có được những thành công xứng đáng. Về phương diện sự nghiệp, theo luận tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ cho hay, Bính Ngọ sẽ có một tháng đầy năng lượng và sáng tạo, khai phá được nhiều tiềm năng của bản thân. Bính Ngọ sẽ là người tỏa sáng trong mọi lĩnh vực, từ công việc cho đến cuộc sống cá nhân. Trong công việc thì Bính Ngọ sẽ có những cơ hội vàng để thể hiện khả năng của mình, nhận được sự công nhận và tán thưởng từ cấp trên, đồng nghiệp và đối tác. Bính Ngọ sẽ làm chủ được mọi tình huống, giải quyết được những vấn đề nan giải và đưa ra được những ý tưởng mới mẻ và hiệu quả. Bính Ngọ sẽ là người dẫn đầu trong những dự án quan trọng, góp phần tạo nên sự phát triển của công ty. Trong cuộc sống cá nhân, thì Bính Ngọ sẽ có những khoảnh khắc hạnh phúc và ấm áp bên gia đình và bạn bè. Bính Ngọ sẽ là người quan tâm và chăm sóc cho người thân yêu và biết cách bày tỏ tình cảm và lắng nghe ý kiến của họ. Bính Ngọ sẽ là người hòa nhập và giao lưu với mọi người xung quanh, được nhiều người yêu mến và kính trọng. Tháng này đế vượng nhập mệnh cho thấy Bính Ngọ có vận thế vô cùng thuận lợi. Bính Ngọ sẽ có được danh tiếng và quyền lực, được nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi. Bính Ngọ sẽ là người có uy tín và tầm nhìn xa, biết cách tạo dựng một hình ảnh chuyên nghiệp và quý phái. Chính ấn cũng giúp Bính Ngọ có được thành công trong tài chính và sự nghiệp. Bính Ngọ sẽ có những thu nhập cao và ổn định, có thể đầu tư vào những dự án sinh lời. Bính Ngọ sẽ là người giàu có và thành đạt, có một cuộc sống sung túc và thoải mái. Tuy nhiên, Bính Ngọ cũng không nên quên đi người đã giúp đỡ Bính Ngọ trong quá trình đi lên nhé, mà bản mệnh hãy biết bao dung và tri ân họ. Bính Ngọ cũng không nên kiêu căng hay coi thường người khác, vì điều đó sẽ khiến Bính Ngọ mất đi sự tôn trọng của mọi người. Hãy luôn giữ vững tinh thần khiêm tốn và tự biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Về phương diện sức khỏe, theo luận giải mới nhất thì 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ 1966 cho thấy rằng quý bản mệnh cần chú ý nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe của mình. Bính Ngọ có thể đang bị quá tải, công việc căng thẳng tinh thần hoặc ăn uống không hợp lý. Đây là những yếu tố có thể gây ra những vấn đề sức khỏe không mong muốn cho Bính Ngọ đó. Và để cải thiện sức khỏe thì Bính Ngọ nên xem xét lại lối sống của mình và thực hiện những thay đổi tích cực. Bính Ngọ có thể bắt đầu bằng cách sắp xếp công việc hợp lý, tránh làm việc quá sức hoặc quá khuya. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, giải trí và chăm sóc bản thân.
giảm bớt lo lắng và căng thẳng, Bính Ngọ lúc này có thể tìm những cách thư giãn phù hợp với mình như thiền, tập yoga, nghe nhạc, đọc sách hoặc trò chuyện với người thân. Bính Ngọ cũng nên tránh những nguồn tin tiêu cực, những cuộc tranh luận không cần thiết hoặc những mối quan hệ độc hại. Ăn uống cân bằng và khoa học, Bính Ngọ nên ăn đủ các nhóm thực phẩm, đặc biệt là rau xanh, trái cây, ngũ cốc và đạm. Bính Ngọ lúc này cũng nên hạn chế ăn đồ chiên rán, ngọt, mặn hoặc chất bảo quản. Ngoài ra, Bính Ngọ nên uống đủ nước mỗi ngày và tránh xa rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích khác. Tập thể dục đều đặn, Bính Ngọ cũng nên chọn một môn thể thao yêu thích nào đó và tập luyện ít nhất 30 phút mỗi ngày. Điều này sẽ giúp Bính Ngọ cải thiện sức khỏe tim mạch, hệ miễn dịch, xương khớp và tinh thần. Bính Ngọ cũng nên kết hợp với các bài tập duỗi cơ, co giãn và thở sâu để giảm căng cơ và chết bằng cách áp dụng những phương pháp cải thiện sức khỏe trên thì Bính Ngọ sẽ có được một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, Bính Ngọ cũng không nên quá áp lực hay tự ti về sức khỏe của mình. Bản mệnh hãy nhớ rằng, sức khỏe là một quá trình dài hạn và yêu cầu sự kiên trì, nỗ lực của Bính Ngọ. Ngoài ra, Bính Ngọ cũng nên theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của mình trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này. Theo tử vi cho thấy, quý bản mệnh Bính Ngọ có sao Thiên Cầu chiếu mệnh trong tháng này và nó sẽ gây ra những phiền toái cho sức khỏe của Bính Ngọ nếu Bính Ngọ có bệnh nền hoặc dị ứng. Bính Ngọ nên đi khám bác sĩ và uống thuốc đúng theo chỉ dẫn. Bính Ngọ cũng nên tránh xa những nơi đông người, ẩm ướt hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao. Hãy bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và tiêm phòng đầy đủ. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng tuyệt vời cho tuổi Bính Ngọ trong lĩnh vực tình cảm. Theo nguyên lý ngũ hành tương sinh thì tuổi Bính Ngọ thuộc hành mộc, có quan hệ tốt với hành thủy và hành hỏa. Trong tháng 3 âm lịch năm 2024, sao thủy và sao hỏa đều có ảnh hưởng tích cực đến tình duyên của tuổi Bính Ngọ. Điều này sẽ giúp Bính Ngọ có nhiều cơ hội gặp gỡ, kết nối và phát triển mối quan hệ. Nếu Bính Ngọ đang độc thân, thì đây là thời điểm lý tưởng để Bính Ngọ tự tin tỏa sáng trong các buổi hẹn hò. Bính Ngọ sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của người có tính cách tích cực, vui vẻ và lạc quan. Có thể Bính Ngọ sẽ gặp được người mà Bính Ngọ mong muốn, người có thể hiểu được tâm tư và chia sẻ cuộc sống với Bính Ngọ. Nếu Bính Ngọ đã có người yêu hoặc đã kết hôn, thì tháng 3 âm lịch năm 2024 này cũng là một tháng đầy lãng mạn và ấm áp cho Bính Ngọ. Bính Ngọ sẽ có nhiều cách để thể hiện tình yêu và quan tâm đến người bạn đời. Bính Ngọ cũng sẽ nhận được sự đáp lại nồng nhiệt và trân trọng từ đối phương. Hai người sẽ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đẹp và gắn kết hơn. Ngoài ra, 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 cũng là một tháng thuận lợi cho Bính Ngọ để bản mệnh có thể đi du lịch và khám phá những nơi mới. Bính Ngọ có thể lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn ngày cùng gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Những địa điểm du lịch thiên nhiên sẽ làm cho Bính Ngọ thích thú hơn những thành phố ồn ào và náo nhiệt. Bính Ngọ có thể chọn những nơi có không khí trong lành, cây xanh mát mẻ hoặc là những bãi biển xanh ngát để tận hưởng cuộc sống và giao lưu với mọi người. Thưa quý cô bác anh chị, Bính Ngọ sinh năm 1966, một năm có 12 tháng và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày. Trong đó, mỗi người trong chúng ta lại sinh vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý bản mệnh Bính Ngọ sinh năm 1966. Xin mời Bính Ngọ sinh năm 1966 cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 theo tháng sinh, để biết được chúng ta sinh tháng nào là may mắn và ngược lại. Tuy nhiên, vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế nếu quý bản mệnh là người sinh vào ngày tháng không may mắn thì cũng đừng lo lắng nhé. Có câu, đức nhân thắng số. Một là vận mệnh Bính Ngọ sinh tháng 1 âm lịch. Người sinh tháng riêng này có lý tưởng cao xa, có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, mong muốn đạt được nhiều thành công. Bản mệnh là người có tài, lại có ý chí, cho nên bạn cũng đạt được những bước tiến lớn trong công danh, sự nghiệp thu hoạch chẳng hề nhỏ chút nào, tinh thần thanh cao, sống ngay thẳng, trung thực, hiếm khi làm chuyện gì trái với lương tâm, đường nhân duyên của người này rất tốt, được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Về vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 2 âm lịch. Sinh vào tháng 2 âm lịch, người tuổi Bính Ngọ thường nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trên nhiều phương diện trong cuộc sống. Trong gia đình, họ được cha mẹ và anh chị em hỗ trợ. Còn ngoài xã hội, họ được bạn bè nâng đỡ. Dường như người tuổi này gặp rất nhiều may mắn và thuận lợi, cũng không lo bị dồn đến mức đường cùng bởi khó khăn.
Điều này cũng là nhờ bản tính thường ngày trung thực, thân thiện, hòa đồng và hay giúp đỡ mọi người của họ. Đường tài lộc của người tuổi này trải dài khắp bốn phương, thu nhập đến từ nhiều nguồn tài lộc dồi dào, không bút nào tả xiết. Nếu theo đuổi con đường chính trị ngoại giao, tài năng của người tuổi Bính Ngọ sẽ được phát huy cao độ. Họ dễ dàng giành được nhiều thành công trong sự nghiệp, cũng như lập nên những thành tựu lớn. Với vận mệnh của Bính Ngọ sinh tháng 3 âm lịch, thì tháng 3 âm lịch này sẽ là lúc vào tiết thanh minh. Tuổi Bính Ngọ sinh tháng này nhờ thế mà đầu óc tinh anh, lanh lợi, thông minh hơn người. Về nhân duyên cũng rất tốt, họ may mắn được người thân giúp đỡ nhiều, cũng được bạn bè quý mến, vượng vận quý nhân, cuộc đời hạnh phúc, an lành, không phải trải qua biến cố gì lớn, cũng không phải vượt qua đại nạn gì và có thể thu nạp tài lộc từ khắp bốn phương. Cho dù là nam mệnh hay nữ mệnh, thì tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 3 âm lịch cũng có trí tuệ hơn người, có sự mẫn cảm cao, phẩm cách cao sang, tính tình thẳng thắn, sức khỏe cũng tốt. Họ là người dễ dàng lấy được thiện cảm từ phía người đối diện, mạng lưới quan hệ xã hội có tốt và có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Nhờ có điều này, danh lợi song toàn, tiền bạc dư dôi. Với vận mệnh của Bính Ngọ sinh tháng 4 âm lịch, thì tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ. Khi xem tử vi phương Đông, thì tuổi Bính Ngọ sinh vào thời điểm này trong năm có cuộc đời nhiều biến động, sự nghiệp thăng trầm, khi lên khi xuống mà khó bề ổn định. Tuy nhiên, người này lại có ý chí kiên cường, bất khuất, cho dù đứng trước khó khăn thì cũng không hề nao núng. Cho dù phải đối mặt với thách thức lớn đến thế nào, thì bạn cũng không để nó đánh gục mình mà vẫn kiên trì phấn đấu. Nhờ thế mà bạn giành được nhiều thành công vang dội. Sinh vào tháng 4 âm lịch, số phận đã định người này tiền vận phải chịu nhiều cực khổ. Song từ trung vận thì bạn chuyển mình, mà cuộc đời vinh hoa phú quý chờ đợi phía sau. Tuy nhiên, họ phải trải qua nhiều bước thăng trầm khi được bao người tung hô, khi thì lại chẳng có ai bên cạnh. Song nhờ vào tinh thần chiến đấu bất khuất mà tuổi Bính Ngọ sinh tháng 4 âm sẽ chiến thắng hết những rào cản phía trước. Họ cũng có được cuộc sống hạnh phúc cho mình, với hôn nhân bền vững, con cháu thành đạt, cuộc đời về sau sung túc, ấm no. Và bạn luôn nhắc nhở mình không ngừng phấn đấu, có lòng tin vững chắc vào tương lai phía trước. Vận mệnh của Bính Ngọ sinh tháng 5 âm lịch, thì tháng 5 âm là tiết mang trùng. Vì thế tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng này có ý chí kiên cường, tài hoa xuất chúng. Bạn có thể trở thành người đứng đầu, thời loạn thì làm đại tướng quân, mà thời bình thì làm Trang Tuấn Kiệt. Và bạn sẽ nhận được sự ngưỡng vọng và ủng hộ của rất nhiều người. Tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 5 âm lịch được hưởng sự trợ giúp rất nhiều từ phía gia đình. Ngày còn thơ bé có cha mẹ anh em, từ khi lớn lên thì có bạn đời làm hậu phương vững chắc. Điều này sẽ giúp bản mệnh không ngừng tiến bước trên con đường công danh, sự nghiệp và lập nên nhiều thành tích lẫy lừng, có tài, có trí, lại được quý nhân ở bên tương trợ. Chính vì thế bạn rất thuận lợi và đạt được những mục tiêu trong cuộc sống, hạnh phúc và lạc quan vô cùng. Cuộc đời người này may mắn, không phải trải qua đại nạn gì, có thể nói là cả đời công danh, lợi lộc chẳng bao giờ thiếu. Tuy nhiên, một trong những khuyết điểm của con giáp này, đó chính là tính tình nóng nảy, dễ gây chuyện bốc đồng, sốc nổi. Cho nên, bạn cần phải cố gắng cải thiện điều này, thì thành công có được sẽ càng dễ dàng hơn. Với vận mệnh của tuổi Bính Ngọ sinh tháng 6 âm lịch, sinh tháng 6 âm là người dũng cảm, gan dạ, chẳng hề nao núng trước bất cứ điều gì. Họ tài trí hơn người và dễ dàng giành được lòng tin, cũng như sự ngưỡng mộ và yêu quý của người xung quanh. Tâm hồn hướng thiện, trái tim bao dung, họ hiếm khi làm mất lòng ai. Họ là bậc thầy về đối nhân xử thế. Người này trung thực, ngay thẳng và rất ghét chuyện gian dối. Thấy chuyện bất bình chẳng tha, mà gặp người hoạn nạn thì đưa tay cứu giúp. Trong khi nhân duyên nhờ thế mà thêm phần tốt đẹp, họ sống thanh cao, chẳng màng tới những tranh đua của cuộc đời. Nhưng nhờ thế mà được cuộc đời ưu ái, tặng cho nhiều món quà. Cuộc sống hôn nhân gia đình của tuổi Bính Ngọ rất hạnh phúc, gia đạo an yên, mà tài lộc sung túc, tiền bạc thi nhau đổ về nhà. Với vận mệnh của tuổi Bính Ngọ sinh tháng 7 âm lịch, tuổi Bính Ngọ sinh tháng 7 âm có sự nghiệp khó tránh khỏi thăng trầm, có không ít lần tưởng chừng thành công thì lại vấp ngã. Song bản mệnh không vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại càng thêm kiên cường hơn, tự mình rút ra kinh nghiệm và rèn luyện bản thân thành đấu sĩ bất khả chiến bại. Và hiên ngang đứng dậy ngay từ nơi mình ngã xuống, thoát khỏi những thất bại đớn đau mà lập nên thành công vang dội. Có phúc tướng, bản mệnh được hưởng phúc trời ban, như ý cát tường, bạn đã vượng lại càng thêm vượng, dù nay bại thì mai tất thành. Vận mệnh của Bính Ngọ sinh tháng 8 âm lịch. Xem tử vi trọn đời thấy rằng, tuổi Bính Ngọ sinh tháng 8 âm lịch cuộc đời phải trải qua nhiều điều trắc trở, tiểu nhân bùa vây,
Điều cần chú ý nhất chính là đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại, thị phi đeo bám, cho nên bạn cần thận trọng giữ mình, tránh gây thù kết oán và cũng chớ làm những chuyện bốc đồng nhé, kẻo tiểu nhân lợi dụng. Cũng may là tuổi Bính Ngọ phúc lớn, mạng lớn, vì thế cho dù phải đối mặt với bao nhiêu cửa ải, nguy nan cũng đều thuận lợi vượt qua, ý chí hơn người. Vận mệnh của Bính Ngọ sinh tháng 9 âm lịch. Cuộc đời người này ba chìm bảy nổi, phiêu bạt khắp nơi, bôn ba vất vả, cực khổ trăm bề, nhưng mà chỉ đủ để mưu sống bản thân, cũng bởi tiền bạc thiếu thốn, cho nên thường ốm đau, bệnh tật, tuy là bệnh nhỏ nhặt, nhưng không được chữa trị kịp thời, tới tuổi hoa niên thì sức khỏe đã kém, không được khỏe mạnh, hưởng phúc tuổi già, trời sinh tài hoa, chỉ hận người tài không gặp đúng thời cơ, chẳng được như bá nha sao hộ tự kỷ, nền tảng gốc rễ chẳng được bằng người, cho nên lập nghiệp khó khăn, song ở đời nhiều điều khó đoán định, người có công lao ắt được hưởng thái bình, ý chí vươn lên không ngừng nghỉ của bản mệnh có thể khiến số phận thay đổi, được hưởng vận may mười mười. Vận mệnh của Bính Ngọ sinh tháng 10 âm lịch. Sinh vào tháng 10 âm, ước tiếc lập đông tuổi Bính Ngọ có số mệnh cực tốt, cuộc đời vinh hoa phú quý mấy ai bằng, tổ nghiệp không thể trông chờ, anh em thân thiết chẳng giúp đỡ được nhiều. Song bằng chính tài hoa của mình, bằng trí tuệ sáng tỏ hơn người, mà bản mệnh gây dựng được sự nghiệp trong tay, lại thêm quý nhân giúp đỡ, càng giống như hổ mọc thêm cánh, con đường quan lộ vì thế rộng mở vô chừng, cho nên bạn đạt được vị thế bao người tôn kính. Tuổi Bính Ngọ sinh tháng 10 âm là người ngay thẳng, trung thực, họ sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế đang trong cơn hoạn nạn, bạn bè khắp bốn phương, mà đường nhân duyên của tuổi này rất tốt, vượng vận quý nhân, vượng khí đủ đầy, đường hoang lộ rộng mở, bản mệnh có tài về được văn chương, lại có tính khiêm nhường, thanh cao, nếu đua tranh cuộc đời công danh sự nghiệp thì thăng tiến như diều gặp gió, bổng lộc vì thế nhiều vô kể, được lộc trời cho, hưởng phúc an lạc, hậu vận tốt đẹp. Vận mệnh sinh vào tháng 11 âm lịch. Trong năm thì Bính Ngọ tổ nghiệp khó có thể dựa vào cha mẹ hay anh em không giúp đỡ được nhiều, cũng chẳng có nhiều bạn bè hay quý nhân nâng đỡ, nên cả đời trôi qua bình lặng mà không có nhiều điểm vượt trội. Vận mệnh tuổi Bính Ngọ sinh tháng 12 âm lịch. Theo lịch vạn niên là tiết tiểu hàn, vì thế vận mệnh Bính Ngọ sinh vào thời điểm này có nhiều điều đáng nói, tiền vận mọi sự khó khăn, mặc dù cố gắng, nỗ lực rất nhiều, nhưng khó giành được thành công bởi có nhiều điều ngáng chờ phía trước, sóng gió đến không ngừng, cuộc đời thăng trầm bất định, nhưng nhờ vào ý chí kiên định và tinh thần vượt khó, vì thế bạn không bao giờ chịu lùi bước mà luôn cố gắng tiến về phía trước, cho nên tới trung vận, cuối cùng cũng sẽ mây tan, lợi phúc song toàn, mà hộ phận phúc thọ đủ đầy, và bạn chớ thấy khó khăn bủa vây mà đã vội lùi bước nhé, đừng thấy tiền đồ u ám mà nản lòng, không muốn tiếp tục phấn đấu bởi bạn không thể biết được những điều gì đang chờ đợi mình trước mắt, người có lòng thì trời sẽ chẳng phụ lòng, những công sức bạn bỏ ra rồi sẽ được đền đáp đúng như mong muốn. Quý cô bác anh chị Bính Ngọ sinh năm 1966 thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa tâm an, thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này, chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Bính Ngọ sinh năm 1966 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.